Ngày 24 tháng 4, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang phối hợp Công đoàn ngành y tế An Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho các tổ trưởng, tổ phó, ủy viên ban chấp hành của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang và Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tân Châu. Tại lớp tập huấn, các học viên được Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các nội dung cơ bản về phương pháp hoạt động của tổ trưởng, tổ phó công đoàn, kỹ năng tuyên truyền vận động phân công đoàn viên hoạt động nhằm nâng cao năng lực, trang bị đầy đủ trình độ lý luận, kiến thức về phương pháp công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang và Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tân Châu, chuyên nghiệp hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.